Ngày nay, tiếp tục tiếp tục kết thúc sinh hoạt các hồ cá trồng với một cái kết nối thực vật, độc chủ, đồng hành, đồng minh. Đêm khuya, trăng chưa sáng cánh đồng xa, thấy ngày chú cuội đang ngồi bên gốc đa. Bao la, lấp lánh biết bao vì sao, con tàu vũ trụ nhiều hơn anh sao bên nhà. Sáng giờ rồi, tàu anh sắp lên đường, trên trung thu trong dòng anh. Chúng cười hay, và lâu mấy lâu mọi đời, tàu em đang buốt không gian, nhằm rơi anh trong gió trời. Đêm nay, tàu quyết chí lên trời cao, dưới cầu vũ trụ, hoàng nguyện mơ là. Quanh ta, sao sáng lấp lánh mọi nơi, bắt tay chú cuội, giờ trường công nhà sao người. Các bạn ơi, tàu ta đã lên đường, muốn lao nhanh trên trời kéo dài một biển sao bao. Chú cuội ơi, ở xa có nghe tiếng nhà, tàu em đang lướt nhanh nhanh, nhà ca ngô ơi. Đêm khuya, trăng chưa sáng cánh đồng xa, thấy ngày chú cuội đang ngồi bên gốc đa. Bao la, lấp lánh biết bao vì sao, con tàu vũ trụ đều nhìn anh sao bên nào. Sáng sớm rồi, tàu anh sắp lên đường, Tết trung thu trong dòng anh ở ngoài đời muôn phương. Chú cuội ơi, hòa lòng bấy lâu mọi người, tàu em đang lướt không gian, nằm chơi anh trong gió trời. Các bạn ơi, tàu ta đã lên đường, muốn lao nhanh trên trời kéo dài một vệt sao băng. Chú cuội ơi, ở xa có nghe tiếng nhà, tàu em đang lướt nhanh nhanh, nhà ca ngô ơi. Ông trăng nhà em chút chút miệng cười, từ trên bãi phố sang muôn nơi. Ông trăng nhà em là tiếng cha cười, nhà đời buồn hát bắt em từ người. Ông trăng nhà em mừng sáng xuân đời, trên cao tin ông trăng mỉm cười. Ông trăng nhà em khi quyến khi đầy, chẳng khi đầy đâu vẫn luôn mỉm cười. Ông trăng nhà em chim chim mỉm cười, từ trên mái phố sang muôn nơi. Ông trăng nhà em là tiếng cha cười, làm người nghe hát mắt em cười. Ông trăng nhà em bừng sáng xuân đời, từ trên cao tin ông trăng mỉm cười. Ông trăng nhà em khi quyến khi đầy, chẳng khi đầy đâu vẫn luôn mỉm cười. Ông trăng nhà em mừng sáng xuân đời, từ trên cao tin ông trăng mỉm cười. Ông trăng nhà em khi quyến khi đời, chẳng ngày đầy đâu vẫn luôn mỉm cười. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Dung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố sẽ cùng ban giám khảo để trao tặng những món quà ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi nhi đồng trên địa bàn phường Phan Thiết vui nét khám phá Cổ Trung Thu. Một chương trình vô cùng ý nghĩa ngày hôm nay, trân trọng kính mời. Xin cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng cảm ơn những món quà ý nghĩa từ Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã dành tặng cho các em thiếu nhi nhi đồng trên địa bàn của phường Phan Thiết của chúng ta ngày hôm nay. Tiểu Phúc Binh, các toàn thể nhân dân cùng các em thiếu nhi nhi đồng thân mến. Trong năm học qua, các em thiếu nhi nhi đồng trên địa bàn phường luôn nỗ lực không ngừng trong học tập và rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi. Năm học lớp 10, cháu Nguyễn Văn Thái ở tổ 4, cháu Nguyễn Đăng Kha ở tổ 6, cháu Nguyễn Hoàng Phúc ở tổ 9, cháu Nguyễn Thị Thu Trang ở tổ 7 và cháu Nguyễn Thị. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố dành trao quà cho các em học sinh trên địa bàn phường. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố và xin được cảm ơn các em học sinh. Học tập của các em nhân dịp khai giảng năm học mới và đêm hội vui Tết Trung Thu ngày hôm nay, cấp ủy, chính quyền, hội khuyến học, ban chỉ đạo quỹ vì người nghèo của phường Phan Thiết đã xét tặng 76 suất quà, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng với tổng số tiền là 22.800.000 đồng cho học sinh có thành tích cao trong học tập và có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo trên địa bàn của phường. Và trong đêm hội vui Tết Trung Thu ngày hôm nay, do điều kiện về mặt thời gian, ban tổ chức sẽ tiến hành trao đại diện cho 10 học sinh có thành tích cao trong học tập và 10 suất quà cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, còn hộ cận nghèo trên địa bàn của phường. Và tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời 10 em học sinh có thành tích cao trong học tập năm học 2023-2024 sẽ lên sân khấu đón nhận những món quà ý nghĩa từ ban tổ chức. Xin mời em Mai Chí Anh ở tổ 2, xin mời em Nguyễn Đào Ba Duy ở tổ 2, xin mời em Phúc Binh Tù Bộ ở tổ 4, em Phương Thảo ở tổ 7, em Nguyễn Mai Hòa ở tổ 10, em Đinh Xuân Hiếu ở tổ 11, em Phan Anh Dương ở tổ 14, em Vạn Ngọc Quang ở tổ 14, em Mai Tòng Linh ở tổ 16 và em Nguyễn Quan Sa Bảo ở tổ 16. Xin được trân trọng kính mời các em sẽ cùng đến sân khấu. Đêm nay là hội trăng tròn, em đi xem hội trăng tròn. Mời đồng chí Nguyễn Văn Thái, ủy viên Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường sẽ lên sân khấu trao món quà hết sức ý nghĩa vào chương trình ngày hôm nay dành cho các em có thành tích cao trong học tập của địa bàn phường. Chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho 10 em học sinh có thành tích học tập cao của phường Phan Thiết của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Thái, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Thiết. Xin cảm ơn các em học sinh. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Sái Minh Huyệt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, và xin được trân trọng cảm ơn các em học sinh của chúng ta. Xin kính mời đồng chí Nguyễn Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, đồng chí Sái Minh Huyệt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, đồng chí Đỗ Thị Nhung, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, trưởng ban tổ chức, tặng cờ lưu niệm và hoa cho các tổ dân phố. Xin trân trọng kính mời. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, đồng chí Sái Minh Huyệt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, đồng chí Đỗ Thị Nhung, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, trưởng ban tổ chức, và chúc mừng các tổ dân phố. Và xin được cảm ơn 14 tổ dân phố trên địa bàn của phường Phan Thiết đã mang đến cho đêm hội của chúng ta 14 mô hình thật sự đặc sắc và ý nghĩa. Xin được cảm ơn ạ.